Thưa quý vị, Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu vừa gửi thư ngỏ đến khách hàng về việc thay đổi lịch ghi điện trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ tháng 11 năm 2023, lịch ghi điện sẽ chuyển về ngày cuối cùng của tháng, giúp khách hàng dễ nhớ ngày ghi chỉ số công tơ và thanh toán tiền điện hàng tháng, chủ động giám sát, theo dõi mức sử dụng điện theo đúng số ngày của tháng. Theo Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu, trong tháng thay đổi lịch ghi điện, tức tháng 11 năm 2023, sản lượng điện sử dụng ghi nhận trên công tơ theo thời gian thực tế sử dụng, giá điện, định mức sử dụng điện thực hiện theo quy định của chính phủ, đảm bảo đầy đủ quyền lợi của khách hàng. Thông tin chi tiết số ngày sử dụng điện, sản lượng tiêu thụ và mức giá được thể hiện cụ thể trên hóa đơn tiền điện. Mọi thắc mắc liên quan, khách hàng liên lạc với Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu để được giải đáp trong vòng 24 giờ. Việc thay đổi ngày ghi số điện thực hiện theo chỉ đạo của chính phủ về việc tích cực triển khai chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng của Bà Rịa Vũng Tàu cũng như cả nước.